Ok, hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Tình hình bạn Sonor tập trống như nào bạn ơi? Bạn Sonor? Hả bố ơi, bố hỏi thì bố biết rồi mà. Bố phải hỏi con chứ. Rồi, bây giờ con đánh bài hôm nay cho bố xem nào. Mày học nhá. Chú ý tay. O, T, N, 4, I. Đọc lên. 1. Metronome. Nghe metronome kìa. Đặt quyển sách xuống con. Đọc tử tế vào. Chỉ cho em vào nhịp nào, con chỉ cho em vào. Đấy, đấy lại trêu nhau rồi, trêu nhau. Rồi dòng thứ hai nữa nào. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Số 3 ơi, nhớ không? Nhiều người đấy không? Không. Cái trò chơi mà anh bảo là nhảy vào số 3 thì lít chạy đến số 3, nhớ không? Đúng. Lúc mình học số ấy giống như cái trò ấy thôi này. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Gì nữa? 1, 2, 3, 4. 2, 4. 2 nhá. 3, 4.